Xin chào các em ha. Thì hôm nay thầy làm thêm clip hướng dẫn các bạn là cách chỉnh tóc và có cái chán cao như thế này ha. Đây là cái mẫu bước đầu ha, thầy chỉnh xong như thế này. Đó, các bạn thấy thì cái tóc nó rơi xuống dưới ha. Đó, thì làm như thế nào ha? Tất nhiên là mình không có dùng chức năng clone style để mình chép mái tóc đâu. Nếu mà chúng ta dùng clone style chúng ta chép tóc xuống thì nó sẽ không có thật đâu. Thì thầy sẽ làm một cái khác ha. Đây là tóc nó bị hói khúc này ha, hơi hói chỗ này. Thì mình lấp cho hói lại ha, nó xuống đây. Thì để làm này rất đơn giản ha. Đầu tiên là bạn sẽ mở cái mẫu ra ha. Đây thì có mẫu như thế này, thì tắt đi ha, làm lại ha. Để lưu lại đá này xong rồi tắt đi làm lại. Rồi, để làm lại. Thì đầu tiên bạn chuẩn bị một cái mẫu như thế này ha. Để cho cộng lớn lên này, để xử lý trên đây. À, để tầm nhìn như thế này ha. Rồi sau đó mình sẽ mở khóa ha. Mở khóa ra. À, mình dùng laser tool để mình chọn cái vùng chọn tóc ha. Mình chọn lên trên một xíu được ha, lên cái phần tóc mình nhiều xíu. Và một phần đi ngang qua cái trán ha, để cái trán đi ngang qua tóc này. Rồi sau khi có vùng chọn xong là mình sẽ shift F6 để filter cho nó ha. Shift F6 thì với cái độ phân giải như thế này thì để khoảng 10 ha. Nếu mà độ phân giải cao hơn thì các bạn để đến 15 cũng được. Nhấn OK. Sau đó mình sẽ nhấn Ctrl R 2 lần ha. Đó, 2 lần. Đây cần re một lần này, lần thứ hai này. Sau ở layer mà cần re lần thứ hai, bạn phải chuẩn nó chọn clip mắc ha. Đó. Sau khi apply clip mắc xong thì bạn sẽ phải chuẩn vào đây. Mới đang là cái công cụ chọn luôn ha, phải chuẩn đó, chọn là free transform ha. Thì nó ra phần này bạn sẽ chọn warp đây này, đây này, warp đây. Thì cái warp này thì bạn sẽ đẩy xuống ha. Đó, cái đẩy phần hói xuống. Đó, tất nhiên mình đẩy sao cho hợp lý nha, đừng để nó lố quá ha. Cái nghĩa phải đảm bảo được cái độ cong của cái trán ha. Rồi đẩy xuống làm sao mà nó hợp lý ha. Nó mất độ cong của cái chán này nó vẫn cong vậy. Thì mình giữ được đảm bảo cứ không một cái chán thì nó sẽ đẹp hơn ha. Nó sẽ tự nhiên. Rồi, tất nhiên thì cách làm này thì áp dụng cho cái cầm nọng ha. Một số cái cầm nó bị nọng thì tóc thì mình kéo xuống ha. Nọng thì mình kéo lên ha. Thì cũng tương tự như vậy ha. Đó. Là demo như vậy thì chúng ta lắp được cái chán là nó bị hói ha, hói chả dưới này chúng ta thấy ok rồi, chúng ta apply này thì bạn xem thử này. Đó, thì lúc đầu chán nó cao, cái tóc nó cao như thế này. Đó, coi như mình lắp cái khúc này đi thì mình kéo xuống ha, như thế này mà nhìn nó rất là thật ha, rất là thật, nó không bị lộ. Thì đây là một trong số những cái cách mà các bạn có thể tham khảo để có thể là chỉnh lại cái tóc như này ha, chán cao hoặc là cầm nọng mình đẩy lên ha, chán cao thì mình đẩy xuống ha, đẩy tóc xuống. Đây bằng sử dụng clip mask kết hợp với filter ha. Các bạn có thể xem lại ha, chúng ta nhân ba vùng chọn, sau đó chúng ta apply filter cho nó, rồi Ctrl R 2 lần. Xong ở layer trên cùng thì clip mask và chúng ta sử dụng transform mà warp, chúng ta kéo xuống là xong. Rồi, xin chào các bạn ha. Chúc các bạn làm thành công.